Xin chào tất cả mọi người, mình là Bưu Linh. Thì hôm nay mình đang tổng hợp lại kiến thức lý thuyết nè, thực tiễn, lại những cái mà thực tế mình đã chụp cho anh em nào mới vô hoặc là anh em nào chưa biết về cái lĩnh vực chụp ảnh nhiều á, thì mình sẽ chia sẻ lại cho anh em những cái kiến thức đó. Trong cái quá trình mình làm á là mình sẽ tách bạch ra từ cái lý thuyết nè, thực hành nè, thực tế riêng cho anh em hết. Trong cái quá trình mình làm video á là mình soạn thảo văn bản ra, nó cũng mất một cái khoảng thời gian khá là dài để mà mình có thể vừa ngồi lại mình tổng hợp lại những kiến thức nè. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình quay video, cái thứ ba là mình update nó lên, xem những cái trường hợp nào mình phải up thứ tự ra sao để cho anh em nào mới bắt đầu á thì sẽ dễ dàng hiểu hơn. Mình á là mình học cái kiến thức lý thuyết với lại thực tế, mình đã đi thực hành, mình chụp đã 4 năm rồi thì mình không có ra khóa học gì hết trơn á. Anh em nào muốn xem này kia thì có thể lên cái YouTube của mình để xem, trên đó mình update cái kiến thức dài hơn. Ở trên TikTok mình cũng có up, nhưng mà mình sợ khi mà up lên TikTok á thì cái video của mình á nó sẽ không có đăng được quá nhiều hàm lượng. Chẳng hạn như những cái video hôm nay mình đăng đi, các bạn thấy chưa bao giờ lên xu hướng nhiều, tại vì một cái video mình đăng tầm khoảng 5 đến 10 phút không à, nên là khó có thể nào TikTok đề xuất những cái của mình lên lắm. Khi mà các bạn chẳng hạn 10 bạn lướt qua đi thì có 5 bạn không phải là trong cái chuyên ngành chụp ảnh á, thì các bạn lướt qua thì TikTok sẽ không đề xuất những cái video của mình lên trên cái thị trường nhiếp ảnh cho mọi người xem. Đấy, thì mình đã và đang làm gì? Mình đang tổng hợp lại lý thuyết về máy ảnh nè, lý thuyết về chụp ảnh nè, lý thuyết về màu. Ở trong cái chụp ảnh nó sẽ có ba yếu tố chính nào các bạn biết nè, là lý thuyết về ánh sáng, lý thuyết về màu và cái nữa là cái thực hành trong studio đó. Thì cái lý thuyết về ánh sáng nó cũng không khó mà nó cũng không dễ. Trong cái lý thuyết ánh sáng nó sẽ chia ra nhiều phân khúc đèn khác nhau. Chẳng hạn như anh em nào đã chụp liên quan tới đèn nhiều thì anh em sẽ biết là cái đèn trong studio nó sẽ có nhiều loại lắm, khác nhau lắm. Nhưng mà đa phần á mình tiếp xúc đèn nhiều á là mình tiếp xúc là Roncolor nè, Rofoto nè, với lại Godox. Godox là trong những cái phân khúc đèn mà mình lựa chọn nhiều nhất. Tại vì mình không có chơi những cái đèn mà cao cấp để phục vụ cái bản thân mình trong cái việc chụp dịch vụ. Đa phần là tất cả những cái đèn mình đang chụp hiện tại đều là Godox hết trơn. Với lại những cái đèn Godox á nó rất là dễ cho anh em nào mà mới bắt đầu có thể bỏ tiền vô làm nó. Và bây giờ hiện tại luôn, những cái doanh nghiệp hay là những cái studio đa phần họ đều sử dụng cái Godox để cho anh em thuê hoặc là sử dụng. Thì cái việc sử dụng Godox nó có khó không? Không, cái đèn Godox rất là dễ cho anh em sử dụng luôn. Trong cái sử dụng đèn á thì anh em phải hiểu thêm về cái softbox. Softbox là một trong những cái yếu tố quan trọng để làm cho cái hình ảnh anh em nó có sự khác biệt. Chẳng hạn như những cái softbox là softbox phản nè, softbox về cái gương nè, softbox về những cái mà liên quan tới nó chỉ có không phải là những cái miếng vải nữa mà nó là những cái bao phủ quậy inox hay là sắt kẽm ở ngoài đó, mình nói nôm na là những cái vật thể cứng đó, cho mọi người hiểu đó. Thì những ánh sáng nó sẽ chia ra những phân khúc khác nhau, anh em chụp cái nào thì áp dụng cái đó. Thì trong những cái bài giảng đó mình sẽ đi chi tiết cho anh em những cái loại ánh sáng nào chuyên chụp trong studio. Thường thường ở trong studio có 8 loại ánh sáng chính thôi anh em đó. Cái đó là những cái lý thuyết mà anh em chưa biết đó, thì mình sẽ trình bày và mình chỉ cho anh em những cái đường hướng nào để đi nó. Không phải là mình chia sẻ cho anh em để mình thu lợi về anh em gì hết, nhưng mà mình nhớ là cái giá trị của mình lúc trước đó, mình đi tìm những cái kiến thức này không bao giờ có, chứ mình phải bỏ tiền để học và phải có sự cố gắng trong đó nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cho những anh em nào đang cần nó, và với những cái hiện tại anh em chưa đủ kinh phí làm hay là đi học những cái người thầy mà anh em muốn thì anh em có thể xem cái kênh của mình. Mục đích của mình là sẽ định hình cho anh em là cái hướng là anh em muốn chụp cái gì, làm cái gì và sẽ có thành phẩm như thế nào đó. Chụp thương mại nó khác với chụp nghệ thuật hay ạt lắm anh em. Chụp thương mại là anh em chỉ cần thương mại gọi là gì, thương mại dịch vụ là anh em phải focus đúng với yêu cầu khách hàng yêu cầu anh em gì là anh em chụp đúng cái sản phẩm đó thôi. Đừng có chụp quá là ạt hay là nghệ. Nhiều khi á anh em thấy cái tấm hình nó chưa đạt điểm 10 đúng không? Nhưng mà trong mắt của cái người khách hàng nó đã đạt điểm 10 rồi. Nên là những anh em nào mà chơi ạt hay chơi nghệ với cái gu cá nhân, thẩm mỹ cá nhân thì phải tìm đúng đối tượng phân khúc khách hàng đó sử dụng cái hình ảnh của mình với mục đích là họ thể hiện cái cá tính cá nhân, chứ mình không thể nào mà quy chụp chung trong đó là chụp ảnh thương mại. Anh em thấy nó có đẹp chưa chắc khách hàng đã thấy đẹp đó. Còn mình nghiêng về cái gì, mình không phải là nhiếp ảnh gia, mình tại vì sao, tại vì mình nghiêng về thợ chụp ảnh hơn là đúng nhu cầu khách hàng. Chẳng hạn như ở khách hàng đó chỉ cần sáng mặt ăn tiền đủ đẹp trong trẻo đó thì mình đáp ứng đúng nhu cầu đó thôi. Còn những anh em nào chuyên sâu với lại cái lĩnh vực của anh em nó khác á, thì nó sẽ có một cái phân khúc khác nữa. Rồi nãy giờ mình nói đi xa về cái ánh sáng là thì trong ánh sáng nó chia nhiều thể loại đúng không?
mình sẽ hướng dẫn từ từ trong đó những cái đèn sử dụng như thế nào. Và anh em cũng phải hiểu một điều rằng á, những anh em nào mới bắt đầu chắc chắn sẽ chưa biết về máy ảnh nhiều, trong những cái máy ảnh nó chia bao nhiêu loại nè, chẳng hạn như nó có crop full frame, bán full frame nè, rồi compact nè, anh em thấy không đó, còn medium format nữa. Trong những cái thể loại medium format đó thì nó có những thể loại nào, trong những cái thể loại full frame đó là sẽ có những cái dạng nào đó, anh em thấy không. Khi mà chia từng dòng anh em sẽ những phân định được à đâu là những cái yếu tố mình cần. Chẳng hạn khi anh em cầm một cái máy mà bán full frame chụp cũng được, crop chụp cũng được đó, anh em phải biết được cái đó cần cái gì cho bản thân mình, chứ không phải là cần cho cái những người thợ ảnh xung quanh anh em phán xét anh em chụp cái gì, hiểu không. Khi mà khách hàng họ cần à thì cần đúng như đó thôi, thì anh em không cần phải quá phô trương, phải nghĩ là à mình phải mua cái máy này mới đi xứng tầm những anh em khác, không có đâu. Phân khúc mỗi khách hàng đều khác nhau hết trơn. Thật ra mình chia sẻ anh em về cái khoảng phân khúc khách hàng đó là do mình có học về marketing một xíu, mình học 4 năm đại học marketing nha anh em, chứ không phải là mình học ngành chụp ảnh không, nên mình có thể phân tích cho anh em hiểu về cái đối tượng khách hàng, phân khúc khách hàng nè, làm sao để xây dựng được thương hiệu cá nhân nè. Đó, đó là những cái mà mình đã làm trong 4 năm qua. Anh em nào chưa biết về cái thương hiệu cá nhân của mình thì anh em có thể search là Facebook là Lâm Nhật Linh nè, hoặc là YouTube Lâm Nhật Linh nè, fanpage của mình là Bio, thậm chí là mình có cái kênh Đẹp Studio với lại Bio Studio, là để mình chia sẻ những hình ảnh mình chụp lên đó làm một cách thương mại. Khi và một cái website mình làm riêng đó, khi mà khách hàng hỏi hình ảnh của mình á, mình có thể đưa hình ảnh cho họ coi trực tiếp luôn, không cần phải lục lại những tấm hình cũ của mình. Tại vì trong những cái phân khúc khách hàng đó mình đã đưa ra hình ảnh nè, trong cái phân khúc này thí dụ mình chụp sự kiện đi, mình đưa gửi hình ảnh sự kiện là mình có bay sự kiện, mình chụp về chân dung beauty mình gửi quay chân dung beauty là có hình ảnh chân dung beauty đó. Khi khách hàng nhìn vô họ đánh giá được cái tiềm năng của mình là cái skill của mình nó kỹ năng tới bao nhiêu á, thì họ sẽ báo giá ra, họ sẽ không bất ngờ và họ sẽ ok nhận chớp của mình nha anh em. Đó thì mình chia sẻ nó gì cũng quá dài dòng rồi, mình không có chuẩn bị kịch bản nó cũng hơi khó. Đây thì mình nói ngắn gọn tới đây thôi, anh em phải hiểu được lý thuyết ánh sáng nè, lý thuyết về màu nè, rồi thực tiễn trong studio nè, thực tiễn chụp ảnh ngoài trời nè. Rồi mình cảm ơn anh em đã nghe tới khúc này nha.